Chào mừng các em đã đến với VKVKV sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 37, bài thực hành số 6, tốc độ phản ứng hóa học. Củng cố các kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh các hiện tượng thí nghiệm và rút ra kết luận. Một la mã, nội dung thí nghiệm và cách tiến hành. Một, ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. Chuẩn bị hai ống nghiệm như sau. Ống thứ nhất chứa 3 ml dung dịch HCl nồng độ khoảng 18%. Ống thứ hai chứa 3 ml dung dịch HCl nồng độ khoảng 6%. Cho đồng thời vào mỗi ống một hạt kẽm có kích thước giống nhau. Quan sát hiện tượng xảy ra trong hai ống và rút ra kết luận, viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. 2 ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng. Chuẩn bị hai ống nghiệm, mỗi ống đựng 30 lít dung dịch H2SO4 nồng độ khoảng 15%. Đun dung dịch trong một ống đến gần sôi, cho đồng thời vào mỗi ống một hạt kẽm có kích thước giống nhau. Quan sát hiện tượng xảy ra trong hai ống nghiệm và rút ra kết luận, viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. 3. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt chất rắn đến tốc độ phản ứng. Chuẩn bị hai ống nghiệm, Mỗi ống đựng 30 lít dung dịch H2SO4, nồng độ khoảng 15%. Sau đó chuẩn bị hai mẫu kẽm có khối lượng bằng nhau, một mẫu có kích thước hạt nhỏ hơn mẫu còn lại. Cho đồng thời hai mẫu kẽm đó vào hai ống nghiệm đựng H2SO4 ở trên. Quan sát hiện tượng xảy ra trong hai ống nghiệm và rút ra kết luận. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Hai la mã, viết tường trình. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.